Gala chung kết Miss Pacific 2019, Hoa hậu doanh nhân Thái Bình Dương 2019, Hội đồng ban giám khảo quyền lực Á Hoàng Kim Thảo. Ủy viên hội đồng ban giám khảo với sức trẻ và tài năng, Kim Thảo đã được nhiều cuộc thi sắc đẹp mời làm giám khảo. Và lần này vinh dự khi Kim Thảo đã nhận vai trò giám khảo Hoa hậu doanh nhân Thái Bình Dương 2019. Kim Thảo, tôi mong sự bứt phá của các bạn thí sinh cho năm nay.